Xin chào tất cả các bác nhá. Rẻ hết cả trần luôn các bạn. Hôm nào em phải hạ trần thôi, nó rung nó rẻ. Sáng ngày 19 tháng 8 em lại có một clip hàng ra đi các bác nhá. Đó một cục Crown Microtech 5000i hàng nguồn sung các bác nhá. Hôm trước em cũng về chục cục đấy, nhưng mà cục này là cục cuối cùng các bác nhá. Và xin gửi tới anh Cường Vĩnh Phúc. Em cũng test tiếp đâu đấy rồi, mang lên trên này thì em cũng lại không có có dây dợ nó tiện ở đây, thì thôi em gửi tấm hình để các bác chiêm ngưỡng nha. Và anh Cường chuẩn bị đón đồ nhá, sau clip em gửi cho anh luôn. Nói chung nó thì nó đẹp như mới rồi, dòng này dòng đời mới rồi. Nói chung là các cái dòng tên tuổi này thì cũng chẳng cần phải nói là thế lọ thế chai gì cho nó nhiều lời ra. Công suất của nó 1250W ở 888 ohm các bác nhá. Nó vẫn còn hơi tí bụi này. Thôi sáng nay ra cũng làm một clip ngắn, hàng lên đường để gửi tới anh Cường Vĩnh Phúc, anh Cường nhá. Và mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại em ghi trên bài đây. Để cập nhật các sản phẩm mới nhất thì các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai để có các thông tin sản phẩm mới nhất, để những món mà các bác ướm vừa với mình thì các bác nhắc các bác nhá. Clip này cũng nhanh thôi ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn.